Chúng tôi bác sĩ Vũ Ban và nhà tôi bà Bích Ngọc xin kính chào toàn thể quý vị thân chủ. Mỗi năm cứ độ xuân về, điều làm chúng tôi vui nhất là được chúc mừng tất cả quý vị thân chủ ở khắp nơi trên thế giới. Xin chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng. Như quý vị đã rõ, chúng tôi Bích Ngọc và bác sĩ Vũ Ban đã dành cả cuộc đời để chăm sóc sắc đẹp cho quý vị. Và bác sĩ Vũ Ban cũng đã tạo ra biết bao nhiêu người đẹp. Những người đẹp này là những bông hoa biết đi, biết nói, biết cười và biết đem lại niềm vui cho cuộc đời. Vâng, chúng tôi xin nguyện sẽ đem hết khả năng với những kỹ thuật mới để phục vụ quý vị với câu châm ngôn khỏe, trẻ, đẹp, thành công và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy sức khỏe, tình yêu, bạc vàng và sắc đẹp. Đến bao giờ